Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp đang cung ứng hầu hết các mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế như xăng, dầu, điện, đạm, khí, được Đảng, Chính phủ giao quyền khai thác quản lý tài nguyên thô. Có thể nói Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN chịu tác động mạnh nhất và nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng kép của giá dầu thế giới và hệ lụy của đại dịch COVID-19. Bước vào đầu năm 2020, khủng hoảng kép từ dịch COVID-19 và giá dầu giảm sốc đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ hoạt động của PVN, khiến việc hoàn thành sứ mệnh là tập đoàn kinh tế đầu tàu, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội đất nước là điều vô cùng khó khăn. Trong điều kiện kinh doanh khó khăn, trong điều kiện thị trường khó khăn và dịch bệnh, cái sự chia sẻ, phối hợp và đoàn kết của các đồng chí đã đem đến kết quả như ngày hôm nay, góp phần củng cố chặt chẽ mô hình kinh doanh của tập đoàn, đảm bảo tính hệ thống chặt chẽ và hài hòa, giúp cho Petro Việt Nam phát huy được năng lực lõi của mình. Mặc dù đứng trước những khó khăn rất lớn do giá dầu giảm mạnh và đại dịch COVID-19 hoành hành, PVN vẫn cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch khai thác và sản xuất 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu của tập đoàn đạt trên 10,7 triệu tấn, bằng 52,7% kế hoạch năm, sản xuất điện gần 11 tỷ kWh, bằng 50,5% kế hoạch năm, sản xuất phân đạm đạt trên 960.000 tấn, bằng 61,6% kế hoạch năm, sản xuất xăng dầu đạt 6,4 triệu tấn. Tổng doanh thu toàn PVN 6 tháng đầu năm đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 32 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi đã bán được cái lượng doanh số là gần 120 nghìn tấn trong cái kỳ từ cuối tháng 3 đến thời điểm hiện nay. Quan tâm đến người tiêu dùng và có những cái hỗ trợ về chính sách bán hàng. Cho nên là nó cũng là một cái kênh. Và cái điểm quan trọng thì chúng tôi được biết rằng là trong tất cả các ngành sản xuất về dịch vụ thì phân bón là cái ngành duy nhất không bị ảnh hưởng của yếu tố đầu vào liên quan, bởi vì chúng ta có cái nguồn nguyên liệu. Phần thứ hai là chúng ta đã chủ động về cái thị trường liên quan đến bán ở Việt Nam, cho nên là chúng ta kiểm soát gần như là chúng ta tự chủ. Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thị trường dầu mỏ, nhằm nâng cao công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các gói giải pháp cấp bách ứng phó với tác động kép của dịch bệnh và giá dầu thấp, PVN đã có chỉ thị, yêu cầu toàn bộ tập đoàn và các đơn vị thành viên chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin thị trường về cung cầu, biến động giá dầu thô, sản phẩm dầu khí, từ đó xây dựng phương án, kịch bản điều hành cụ thể để ứng phó, kể cả những kịch bản cho phương án xấu nhất. Với tinh thần đó, PVN và các đơn vị thành viên đã khẩn trương xây dựng quy định nội bộ trong toàn PVN nhằm quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch COVID-19 một cách an toàn, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động trong cả chuỗi giá trị của PVN. Một mặt là chúng tôi dựa vào cái tính sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó và đưa ra rất nhiều các cái giải pháp khác nhau về quản trị, về tiết kiệm chi phí, về thị trường, về tài chính, cũng như là được sự phối hợp rất chặt chẽ của các đơn vị trong chuỗi cung cấp khí từ thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Cho nên là chúng tôi cũng đạt được những cái kết quả. Xác định cuộc khủng hoảng kép còn kéo dài và tạo ra nhiều hệ lụy đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, một loạt các giải pháp tiết kiệm chi phí đã được PVN triển khai với mục tiêu cao nhất là an toàn, sức khỏe, môi trường, duy trì việc làm cho người lao động, tăng cường quản trị, tối ưu nguồn lực. Trong bối cảnh khó khăn, khi nhiều tập đoàn, công ty dầu khí quốc tế đã cắt giảm việc làm, sa thải công nhân, thì giải pháp của PVN là hợp lý và thực tế đã nhận được sự đồng thuận, chia sẻ cao của đông đảo người lao động. Trong cái năm 2020 này, thì đấy là cái vấn đề khủng hoảng của cái đại dịch COVID. Gần như là nó làm tê liệt rất nhiều các cái hoạt động dầu khí ở các khu vực trên thế giới. Trong cái chiến lược của tập đoàn dầu khí, thì từ nay đến năm 2030 và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ 2020 và 2025 thì cái đóng góp của cái khâu thượng nguồn, tức là khâu thăm dò khai thác dầu khí, vẫn là cái trọng số lớn trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Hiện lãnh đạo PVN đang quyết liệt chỉ đạo toàn tập đoàn triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp về quản trị, đầu tư, tài chính, thị trường và cơ chế chính sách. Tuy nhiên, để những nhóm giải pháp này phát huy hiệu quả cao nhất, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững khi thị trường ấm lên, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, PVN rất cần sự vào cuộc,
hỗ trợ của các bộ, ngành trong việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc đang phải đối diện, tạo cơ chế cho PVN được chủ động trong việc sử dụng các nguồn lực của mình. Điều này hoàn toàn đúng với tinh thần của chỉ thị số 11 CTTTG về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ.